đó con ơi. Có thấy đói nữa. Rồi ban đêm mà con ngủ, cô ngủ ở đâu? Cái gym mà có view khá là đẹp luôn đó, các bạn thấy đấy, đây là bức tượng yoga thì chúng ta sẽ có cái mat và ở đây có thể là stretching hay là tập yoga. Khi ra tiến ra ngoài ở thì chúng ta có một cái dàn weights đó, lên đến 25kg là khoảng 50 mấy pound đó. Thì ở ngoài đây cũng có một cái view khá là đẹp nữa của sông Sài Gòn và đây là cái nhà thờ. Và nhìn hướng này thì chúng ta qua quận 7 nhé, bên đó phòng gym thì có rất là nhiều cái gương tập cũng thoải mái lắm. Gần hồ bơi chúng ta có một khu vực nói chung là ngồi thư giãn các bạn, cái ăn uống này nọ. Và bên đây thì có một cái khu cho con nít chơi á, có mấy cái ghế rồi mấy cái dây để mà leo cầu tột. Nói chung cũng khá là đơn giản nhưng mà cũng đầy đủ cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Phụ huynh hay ngồi đây trông coi con mình chơi á, làm màu sắc cũng dễ thương đúng không? Rồi nếu mà ai nóng thì mình sẽ ra đây để tắm. Hôm nay là ngày thứ ba mình ở đây và có cô dọn dẹp vô dọn phòng cho mình rất là sạch sẽ luôn quý vị các bạn. Thơm cái mùi xả chanh. Mà một điều mình ngạc nhiên nữa là cô đã rửa hết chén cho mình. Mình rất là bất ngờ vì mình nghĩ là một lát nữa mình sẽ rửa chén. Ai ngờ đâu cô vào là dọn dẹp phòng rồi rửa chén cho mình luôn. Có nhiều người làm việc cũng rất cực khổ đấy các bạn. Người ta đi mô tô, ô tô mà một bà lão lại phải đẩy một chiếc xe, hình như là xe rác thì phải, để mà gom những đồ nhựa đem bán á. Thì ở Việt Nam có những người sống rất là sướng ở trên những cái tầng cao như thế này, và có người thì nói chung là không có nhà để ở luôn, hoặc là ở một cái nơi rất là lụp xụp và phải kiếm tiền để mà sống qua ngày. Con đói đó con ơi. Có thấy đói nữa. Rồi ban đêm mà con ngủ ở đâu? Ngủ đây nè, có lên xe hay đi chợ đó đường nào mà mệt á, nành leo xe. Con ngủ ngay cái đường này luôn. Không có được cầm lúc đường hết trơn, mình ngủ đâu mệt rồi mình leo lên ngủ à. Trời mưa là mình núp mình trú ở đâu đó? Kiếm chỗ nào á, mình thấy mình dừng chân lại không bị quất cây á, mình leo bạn ngủ. Trung bình ngày là cô được nhiêu tiền? Mấy chục ngàn à? 70 ngàn một ngày á. Ở đây không có. Có chỗ nữa cưng các bạn ơi. Hello. Đó là xưa tổ tiếng nè, có tiếng mà sợ gì chứ bây giờ thấy chỗ nào cũng vậy, đâu có gì làm, có tiếng thôi chứ không có gì. Dạ dẹp rồi dạ. Cảm ơn chú nhé. Đó, chú mới chia sẻ là cái khu này ngày xưa thì khét tiếng là giang hồ này nọ, nhưng bây giờ các bạn ơi, nó đã thay đổi rồi. Cái quận 4 này, nhất là con đường này bây giờ rất là an toàn. Ban đêm đèn rất là sáng và mọi người ra đây ăn uống bình thường lắm. Và đây là tô bún riêu của mình, nhìn rất hấp dẫn nha các bạn. Đây là thịt riêu, rồi có thịt nạc, giò, chả và một cục huyết rất là to đùng. Và giá thì mình có thể là giá sống hoặc là giá trụng. Đó, mình ngay góc ngã ba đây nè. Mình mua cho 1 cái ha, cái 10 ngàn. Mình mua được 2 món nha quý vị các bạn. Ngày bà bán được bao nhiêu? Ồ, oh, wow, 12 giờ tới 10 giờ đêm luôn. Wow, rồi con cháu bà đâu? Tại sao mà bà đi? Người quê, người bác, người bà tên là núi không có được nè. Dạ, dạ. Bà mới bán cho mình được cái khăn giấy với cái đầu ráy áo tay quý vị các bạn ơi. Thì ở đây vậy đó. Thì mình ngồi ăn thì có rất là nhiều cô chú đi em vòng để mà bán. Cũng rất là tội nghiệp, bà 70 mấy tuổi rồi. Wow, cái màu nhìn rất là đẹp luôn, mà nấu bằng lửa than các bạn. Này mình nhúng rau hay là nhúng giá gì đó. Dạ rồi, cảm ơn cô nhiều nha.
Thật ra Darren không phải là cái người uống cà phê nha các bạn. Nói chung là mình rất là ít uống luôn, một năm có thể là 2-3 lần thôi. Nhưng mà lý do vì sao Darren hôm nay ngồi uống cà phê tại cái quán này á, đó là bởi vì mình muốn trải nghiệm cái cuộc sống của người Việt Nam á. Mỗi sáng thức dậy rồi ra quán ngồi uống cà phê. Các bạn đấy, giống như mấy chú sau lưng mình nè, ngồi nói chuyện, tâm sự, tán dóc này nọ. Anh Grab này thì trước khi đi làm sẽ tới đi mua cà phê uống. Và bây giờ là chuẩn bị một ngày đi làm, giao đồ và chở người ta đi nơi này nơi kia, ra sân bay chẳng hạn. Làm cũng 15 năm à. Ồ, 15 năm rồi. Về hưu đi làm bên này cũng gần 20 năm, bây giờ cỡ lớn hưu mà. Ồ, cái là bác sau khi mà về hưu rồi bác còn làm nữa, rồi bây giờ mới... Ở nhà thời gian rồi, cô xin đi làm bộ về trường học á, người á. Xã hội mà có người đây. Người con chảo đó, người con chảo trả đó, ông đỡ đó. Con cả đâu có, ông cứ ráng đi, mà ông mất á. Thì con cái nó cũng lo cho ông ăn uống, ông nó làm cho tô cơm đầy đó rồi ăn ăn. Đó là ông nội mình không biết, ông người Huế đó. Mà vô đây có bạn già hữu hỷ cũng vui rồi bác. Mỗi người mỗi cả, mỗi gia đình mỗi cả. Rồi còn lại mình hưu là còn cái sàn hữu tệ của người hưu. Chú thị được 95%. Tức là bị dùng 80 đồng, 5 ngàn thôi. Nhưng mà về cũng được, chứ thể bây giờ thấy được hơn cách đây 1-2 năm đó. Nói chung là nhiều bụi, mình ra đường phải đeo khẩu trang rồi và khẩu trang, rồi đó mình tập đấy mình phải đeo khẩu trang, mình đeo nó hôi lắm. Đúng rồi, cũng là cái mùi từ cái sông cũng có hơi đó. Hôm nay nhờ có cái đạm vệ sinh đồ hụt rác đó. Có ghe là tao á, nó đi hụt rác thường xuyên đó. Có cái đội vệ sinh sống gạch này này. Nó đi nó vớt cái rác đó. Nhưng mà cũng vớt đây ổn đó. Cũng có một cái đội nào đó đi ngang để mà chọn. Hằng ngày nó còn đội đi ngang rồi. Wow, hàng ngày có người qua đây dọn luôn. Để còn người đi dọn vậy, người ta theo dọn, người ta đè cái bao vậy, mang đè không bò rác vô trong để dục ngoài giữa chơi. Dạ, có bao rác đầy đủ luôn mà không có dục thì xuống sao chơi. Thể dạy chú lá, chú nói nay phải tập thể dục, bây giờ cần thể dục hơn cần tiền. Thôi đó, cần tiền, bây giờ tiền thế. Có việc vừa qua thì người về mình về đến cho người tân tập thể dục để nó qua cái mình có đề kháng là mạnh á, không có việc là đời đấy, thấy không đó. Còn mà mình cứ ăn tiền mình làm mình không lo sức khỏe, có việc là sớm giảm mà trẻ sớm chứ có đông nghỉ tiền là cũng cần sự sống á, nhưng bây giờ cần sức khỏe hơn hồi đó đó. Đúng rồi, đó là cần tiền nhiều đó. Làm vừa phải, mình không có bán sức khỏe là được đó, rồi. Đó, như cái làm quả trời mà cũng không biết nào xâm nhập vô hay không. Còn từ này nọ rồi chết có mất vợ chứ ông từ này buông có ai. Dạ. Cái này mọi người gọi sổ, thấy không? Nghĩa là cái ông bạn đó không có vợ. Mất rồi. Mất rồi, dạ. Mất rồi 2-3 năm. Ông cười cái thang buông này là tới cái thang gì mọi người cổ tâm. Thang chạy rồi cái tháng cho mình thấy không, mình tự lo cho mình đấy. Chúng nói chung là đến tuổi già thì có bạn là một lẽ, nhưng mà vẫn phải cần có gia đình không bác? Mình phải thôi, bây giờ quá như ai cũng phải qua cái luật cả, gia đình luật ái phải qua rồi, thấy không? Một người vợ chồng người sửa người sao thôi, còn ai thì ai người một lần đâu, đó. Thôi mình bây giờ mình cứ vui đi. Đúng rồi. Mình buồn trả được, buồn mất sức khỏe mình. Dạ. Mà đã mất sức khỏe á. Thì con người mình cần ai cần hiểu. Đó. Nên là mình nằm xuống khổ cho con cái thấy không? Thay vì mình khỏe vậy mà mình nằm á thì khá. Còn mình bộ ý mình cũng mình tự lo này lo nào buồn này nọ. Thì con nằm xuống con cái là tôi. Dạ chào bác Duyên.
Bác Duyên 83 tuổi mà mỗi sáng tập hơn 1 tiếng đồng hồ các bạn ơi.